chương trình 24 giờ chuyển động. Mình làm cùng với Ngọc Thật mến chào quý vị thính giả đang nghe chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, chỉ một ngày sau khi Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực thống nhất đưa vụ án xảy ra tại công ty Việt Á vào diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo thì hàng loạt cán bộ của nhiều CDC địa phương, Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ bị khởi tố. Về vụ việc này, Ban chỉ đạo thống nhất vụ án xảy ra tại công ty Việt Á vừa qua đã gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với công tác phòng chống dịch và phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng và nước. Ban chỉ đạo đã yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung lực lượng, khẩn trương, quyết liệt, mở rộng điều tra làm rõ bản chất của vụ án, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu bất kỳ sự can thiệp trái pháp luật của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Điều này càng khẳng định quyết tâm của đảng nhà nước là phải nghiêm khắc nghiêm minh với hành vi lợi dụng phòng chống dịch bệnh để tham nhũng tiêu cực, đặc biệt trong bối cảnh người dân cả nước đã có nhiều nỗ lực cố gắng, chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, quyết liệt phòng chống đại dịch COVID-19. Vâng, vụ nâng khống kết xét nghiệm COVID-19 cần phải lật tẩy từng chân rết cuối cùng. Câu chuyện vẫn đang nóng trên các mặt báo này sẽ được chúng tôi tiếp tục chia sẻ bàn luận trong ít phút tới. Nhưng trước hết thì như thường lệ, mời quý vị cùng đến với phần điểm những thông tin đáng chú ý sau đây. Bắt băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi ở Viện Tim, thành phố Hồ Chí Minh. Nóng trên mặt báo, trục lợi trên sức khỏe của người dân là một tội ác. Thay đổi thói quen nghỉ lễ Tết an toàn chế tạo robot giúp con trai bị liệt có thể đi lại. Bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị, Công an tỉnh Bình Phước vừa bắt giữ hai đối tượng Phan Hữu Hoàng, 31 tuổi và Phan Văn Trụ, 28 tuổi, cùng ngụ huyện Trảng Bơm, tỉnh Đồng Nai, cùng với tăng vật là chiếc ô tô 5 chỗ và 49 kg pháo nổ để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển pháo lậu. Trước đó, khoảng 20 giờ tối ngày 1 tháng 1, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn huyện Phú Riền, lực lượng chức năng phát hiện một xe ô tô có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra kiểm tra phía sau cấp xe phát hiện hai bao tải màu vàng, bên trong có chứa các hình hộp nghi là pháo nổ. Cụ thể có 20 khối hình hộp, bên ngoài mỗi khối quấn nhiều màu sắc, cần chữ nước ngoài và số 49. 5 khối hình hộp chữ nhật, bên ngoài quấn giấy nhiều màu sắc, in chữ nước ngoài và số 49, với tổng trọng lượng là 49 kg. Bước đầu, Phan Hữu Hoàng khai nhận số hàng trên là pháo nổ, mới mua được của đối tượng tên Nam. Người điều khiển xe ô tô nói trên là tài xế taxi. Hoàng thuê chở từ tỉnh Đồng Nai đến Bình Phước. Công an huyện Phú Riềng đang tạm giữ hai đối tượng cùng tăng vật để tiếp tục lấy lời khai làm rõ. Ngày 2 tháng 1, Công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 đối tượng chuyên giàn cảnh móc túi tại viện tiêm thành phố Hồ Chí Minh, thuộc phường 12 quận 10. 5 đối tượng gồm Nguyễn Văn Tân, 47 tuổi, quê Ninh Thuận, Đỗ Thị Sáng, 55 tuổi, ngụ quận 4 thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Hưng, 59 tuổi, Nguyễn Văn Thảo, 50 tuổi, cùng ngụ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Thùy Linh Trang, 31 tuổi, con gái Hưng, Trần Văn Sang, 46 tuổi, quê Đồng Nai, bị bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, Công an quận 10 liên tục nhận được nguồn tin tố giác về các đối tượng chuyên dàn cảnh móc túi tại Viện Kim thành phố Hồ Chí Minh. Thủ đoạn của băng nhóm này là khi thấy người dân xếp hàng khai báo y tế, Sáng và Tân sẽ dùng dao rạch túi để đồng bọn sâu đẩy rồi móc túi lấy tài sản. Sau khi lấy được tài sản, bọn chúng truyền cho đồng bọn đang đợi sẵn bên ngoài tẩu thoát. Khoảng 5 giờ ngày 25 tháng 12, trinh sát mật phục thì phát hiện tầng sáng rạch túi tiền của một người phụ nữ liền ập vào khống chế. Cùng thời điểm, các mũi trinh sát khác nhanh chóng bắt giữ các đối tượng còn lại. Thời điểm bị bắt, nhóm này gây ra 3 vụ móc túi, chiếm đoạt 19 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm này khai thực hiện trót lọt nhiều vụ gian cảnh trộm cắp tài sản tương tự tại Viện Tiêm thành phố Hồ Chí Minh, chiếm đoạt số tiền rất lớn. Chuyên mục Nóng trên mặt báo Thưa quý vị, như đã đề cập ở đầu chương trình, vụ nâng khống kích xét nghiệm COVID-19 đang được điều tra quyết liệt. Từng khẳng định làm đúng quy trình, không nhận bất kỳ khoản hoa hồng nào từ công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Nhưng chỉ một ngày sau phát ngôn, giám đốc CDC Nghệ An được mời ra Hà Nội và hôm qua bị khởi tố. Vấn đề hoa hồng được đặt ra với ông Nguyễn Văn Định, giám đốc CDC Nghệ An, sau khi Phan Tôn Noel Thảo, trợ lý tài chính công ty Việt Á khai báo việc chi ngoài hợp đồng cho CDC Nghệ An. Ngoài hợp đồng là gì? Là quá hồng, là lót tay, là tiền tham nhũng để rồi tất cả hoạch toán vào ngân sách, vào túi dân. Chuyên mục nóng trên mặt báo ngay sau đây, chúng tôi sẽ bàn luận sâu hơn về vấn đề này. CDC Nghệ An đã mua của công ty Việt Á khoảng 28 tỷ đồng nhưng trước những dị nghị giám đốc cdc nghệ an luôn công khai dõng dạc chắc nịch rằng quá trình mua sắm vật tư sinh phẩm của công ty việt á được ông thực hiện đúng quy trình rằng cdc nghệ an không liên quan và rằng không nhận bất kỳ quà hay khoản hoa hồng nào từ việt á hay bất kỳ ai nhưng mà chạy trời không khỏi nắng vừa dõng dạc hôm trước ngày hôm sau ông giám đốc được mời ra hà nội và hôm qua ông bị khởi tố với tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong số những người bị khởi tố ngày 31 tháng 12 năm 2021, còn có các ông Nguyễn Minh Tuấn, nguyên vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế, ông Nguyễn Nam Liên, vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế, ông Trịnh Thanh Hùng, phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ, các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ khoa học và công nghệ. Ngoài ra còn có CDC Bình Dương và lãnh đạo cán bộ công ty VNDAT, như vậy có thể thấy phía sau vụ việc của công ty Việt Á là cả một đường dây với sự tham gia của hàng chục người, trong đó có cả những lãnh đạo cấp bộ. Rõ ràng việc đưa vụ việc vào diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo là một quyết định kịp thời. Mặc dù hàng loạt cán bộ cá nhân bị khởi tố vào ngày cuối cùng của năm 2021 thì chắc chắn quá trình điều tra mở rộng sẽ còn tiếp tục sang năm 2022. Vụ việc Á đã được đưa vào diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi với khẳng định không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu bất kỳ sự can thiệp trái pháp luật của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Rất dễ nhận ra là điều này nhận được sự tán đồng, ủng hộ nhiệt liệt và không hề che giấu từ dư luận. Nó chính là một biểu hiện của niềm tin, một niềm tin rằng công lý không có ngoại lệ, niềm tin không có một cái kim nào có thể giấu mãi trong bọc và cả niềm tin gieo nhân nào gặp quả ấy. Niềm tin ấy không bao giờ từ những lời lẽ chối bay chối biến của các ông giám đốc về sự trong sạch, không sai phạm, không qua hồng, qua huệ. Dù mạnh mẽ, dứt khoát, hùng hồn đến đâu, mà nó được củng cố lấy lại từ chính việc xử lý nghiêm minh và quyết liệt của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, trục lợi trên sức khỏe của người dân là một tội ác, rất cần những bản án thật nghiêm khắc, nghiêm minh, phải lật tẩy từng chân rết cuối cùng. Chuyên mục Đông Tây Chuyển Động Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2022 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Do đó, thay vì đi du lịch và về quê, nhiều người dân thủ đô đã lựa chọn nghỉ ngơi, thư giãn tại nhà hay các hoạt động rèn luyện sức khỏe ngoài trời, hạn chế di chuyển, tiếp xúc đông người đảm bảo giãn cách phòng dịch. Có thể thấy sau 2 năm đối phó dịch bệnh, thói quen sinh hoạt vui chơi dịp lễ Tết của người dân đã và đang dần thay đổi để thích ứng an toàn. Phản ánh của Cộng tác viên chương trình tại Hà Nội. Lựa chọn cung đường vắng, thoáng đảng, hạn chế tiếp xúc đồng người. Ngay từ sáng sớm, chị Ngọc Quyên và nhóm bạn của mình đã cùng nhau đạp xe vừa rèn luyện sức khỏe, vừa là hình thức giúp giải tỏa những bộn bề áp lực cuộc sống sau một năm làm việc vất vả. Chị Dương Ngọc Quyên quận Hoàng Mai, Hà Nội nói. À, lúc nào cũng phải khẩu trang, không rời một phút nào cả. Đạp xe thì thường lựa chọn những cái nơi nào nó thoáng đãng, không có cư dân tập trung. Ý thức của mỗi người tôi đều là mang lại cái hiệu quả cho cái việc phòng chống dịch chung. Do dịch bệnh tại Hà Nội bùng phát cao, chị Tu Hằng đã phải gửi con về quê nhờ ông bà chăm sóc cách đây vài tháng. Tuy vậy, trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương năm nay, hai vợ chồng vẫn lựa chọn ở lại Hà Nội, hạn chế di chuyển xa để đảm bảo sức khỏe phòng dịch. Chị Hoàng Thu Hoàng, quận Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ. Mặc dù thì cũng rất là nhiều con và nhiều gia đình, ấy, thì nhưng mà do cái tình hình dịch bệnh ở Hà Nội cũng rất là phức tạp. Nên là thành ra là hai vợ chồng cũng quyết định là thôi dịp Tết này sẽ ở lại, đảm bảo làm sao sức khỏe để khi mà Tết âm này thì có thể là hy vọng là sẽ bình an về với gia đình mình. Ngoài lý do tài chính chưa ổn định hay không thể cân bằng công việc, lý do phổ biến khiến nhiều người không đi chơi xa dịp Tết dương lịch năm nay là vì tâm lý lo ngại dịch bệnh. Sau 2 năm đối phó với dịch COVID-19, thói quen sinh hoạt vui chơi dịp lễ Tết của người dân đã và đang dần thay đổi để thích ứng an toàn. COVID-19 đã buộc mỗi người tự điều chỉnh thói quen, tác phong sinh hoạt để không chỉ bảo vệ chính mình mà còn bảo vệ cả người thân và cộng đồng. Thay đổi để thích ứng là điều mà mỗi gia đình và toàn xã hội hướng đến, bởi sức khỏe mới là món quà quý giá nhất mỗi người có thể dành cho nhau trong dịp Tết này. Thưa quý vị, trong dịp Tết dương lịch này tại thành phố Đà Nẵng, nhiều điểm vui chơi đã mở cửa hoạt động trở lại. Nhiều chương trình ưu đãi khuyến mại đặc biệt cũng được các đơn vị doanh nghiệp tung ra, tạo điều kiện cho người dân và du khách trải nghiệm. Ghi nhận trong ngày Tết, các điểm đến hoạt động tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19. Công viên nước Mikayuki là một trong những điểm đến mới lạ hấp dẫn tại Đà Nẵng. Trong dịp Tết dương lịch, điểm đến này giảm 30% giá vé cùng một số chương trình ưu đãi hấp dẫn. Tất cả du khách khi đến đều phải khai báo y tế bằng mã QR, giám sát thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào tham quan cũng như sử dụng dịch vụ trong công viên. Anh Tôn Phước Thịnh, thành phố Đà Nẵng nói. Cho gia đình cũng như là bạn bè đi chơi ngày hôm nay. Chúng ta cố gắng thích nghi và đảm bảo an toàn cho chính mình. Còn lại thì công tác phòng dịch ở đây mình nghĩ là khá là tốt. Trong dịp này, một số điểm đến ở Đà Nẵng miễn phí vé vào cổng và trưng bày các hiện vật tranh ảnh đánh dấu 25 năm thành phố trực thuộc trung ương, thu hút người dân địa phương và khách du lịch tham quan tìm hiểu. Tại hầu hết những điểm đến, di tích, thắng cảnh, khu du lịch, phương án phòng dịch cũng được xây dựng cụ thể. Các khu vực trưng bày được bố trí theo hướng một chiều, khách tham quan được yêu cầu thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K. Anh Phan Thành Tích, người dân thành phố Đà Nẵng nói: "Cũng tuân thủ theo giãn cách xã ta cũng cũng lúc nào cũng bên mình có đeo sắc sát quần tây đồ thì cũng khai báo y tế tất cả mọi thứ mình cũng chấp hành theo quy định của nhà nước hết. Sau một thời gian dài vắng khách, hiện tại đã có 9 trên 16 khu điểm vui chơi mở cửa hoạt động trở lại, khoảng 50 đơn vị lửa hành, 500 cơ sở lưu trú đã hoạt động. Đây là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch Đà Nẵng và thành phố vẫn được xem là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Còn tại thành phố Cần Thơ, dịp nghỉ Tết dương lịch và Tết nguyên Đán năm 2022, các địa điểm du lịch sinh thái đã chính thức khai trương đón khách trở lại. Ngoài đảm bảo các quy định an toàn phòng chống dịch, các cơ sở du lịch đang nỗ lực tạo ra nhiều loại hình phù hợp để thích ứng trong tình hình mới. Theo ghi nhận, lượng khách đổ về các địa điểm du lịch sinh thái tại thành phố Cần Thơ trong ngày đầu năm mới khá ít, tập trung khai thác đối với du khách là nhóm nhỏ, gia đình, bạn bè. Anh Quách Chí Bằng, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, chia sẻ. Rất là thích luôn, tại vì khi mà mình sống ở một cái thành phố mà nó năng nhộn nhịp, nó phát triển, thì khi mình đến đây mình cảm thấy được thư giãn, thư thái và mình cảm thấy uh, mát mẻ lắm, thoải mái lắm. Tại làng du lịch sinh thái, ông Đề, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nơi đây vẫn tiến hành tu bổ khung cảnh để mạnh hoạt động nhóm để phục vụ du khách. Các hoạt động được bố trí giãn cách, không để tập trung quá đông người hoặc mọi người ở quá gần nhau. Một địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn khác đó là làng du lịch Mỹ Khánh, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Nơi đây cũng đã nỗ lực để thích ứng với dịch bệnh, chú trọng vào các hoạt động ngoài trời, mang đến những món ăn dân giả như bánh dân gian, cơm lam phục vụ khách du xuân. Ông Nguyễn Hữu Hoàng, giám đốc làng du lịch Mỹ Khánh, thành phố Cần Thơ cho biết. Liên quan đến vui chơi giải trí tại làng du lịch từ chúng tôi hướng là sẽ gọi là tập trung những cái hoạt động ở ngoài trời để mà tạo một cái không gian thoáng mát cho du khách. Có thể thấy, dù hiện tại lượng khách dịp Tết dương lịch còn ít, nhưng đã có những khởi sắc nhất định cho thấy tiềm năng du lịch Tết nguyên đáng năm 2022. Trong ngày đầu tiên của năm mới tại các rạp phim ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như Galaxy, Lotte, BHD Star, lượng khán giả đến mua vé tấp nập hơn so với những ngày cuối của năm 2021. Người đến xem phim bắt đầu đông dần vào giờ trưa hơn 2 tháng kể từ khi mở cửa, rạp phim Thành phố Hồ Chí Minh đã có những tín hiệu khởi sắc. Chị Nguyễn Lê Thanh Thảo, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh nói: tại hiện tại thì ở rạp phim nó đang chiếu một bộ phim đó là Spider-Man, là cái phim mà em rất là thích. Mà hiện tại là đầu năm mới thì cái dịp này là dịp mà thư giãn nhất. Em có thể đi, thì em lựa chọn vào ngày hôm nay. Theo quy định, khán giả đến xem phim phải tiêm 2 mũi vaccine và đeo khẩu trang. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, các cụm rạp khuyến khích khán giả đặt vé online để hạn chế tiếp xúc. Ở mỗi cụm rạp, các đơn vị đều chuẩn bị máy quét xác nhận vé trước khi vào phòng chiếu. Anh Huỳnh Bảo Trân, giám đốc cụm rạp BHD Star Pitesco, thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Trong dịp Tết này thì về phần phim thì đã chuẩn bị sẵn sàng rồi và tụi em cũng đã sẵn sàng để đón những cái lượt khách tới trong năm 2022 này. So với thời điểm của hai năm trước thì lượng khách đang giảm đi. À, nhưng mà đối với tình hình lực phim của hiện tại trong năm 2022 thì à, tình hình rất là khả quan. Thì cũng mong muốn là khách hàng đến với với rạp nhiều hơn và quay trở lại để sử dụng dịch vụ của tụi em nhiều hơn. Ngoài các rạp tại khu vực trung tâm thành phố, tại các rạp khu vực ngoại thành, tuy ghi nhận số lượng người đến xem ít hơn, nhưng cũng đã phần nào ghi nhận những khởi sắc trở lại của dịch vụ giải trí sau một năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Từ ngày 4 tháng 1 năm 2022, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các khối 7, 8, 9, 10, 11 và 12 theo đó, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các khối 7, 8, 9, 10, 11 và 12 từ ngày 4 tháng 1 năm 2022. Riêng học sinh ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ được học trực tiếp ở tất cả các khối lớp từ 1 đến 12. Các trung tâm ngoại ngữ, tinh học, cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa được tổ chức học tập trực tiếp. Khi được ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thủ Đức và các quận huyện kiểm tra, thẩm định kế hoạch và phương án phòng chống dịch COVID-19 trước khi tổ chức học trực tiếp. Từ ngày 13 tháng 12 năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh thí điểm cho học sinh đi học trở lại với khối lớp 9 và 12 sau hơn 7 tháng trường học đóng cửa phòng dịch, chỉ tổ chức dạy và học trực tuyến. Chuyên mục Đông Tây chuyển động. Và bây giờ là phần tin thế giới gây chú ý. Thưa quý vị, với mong muốn giúp đứa con trai bị bại liệt của mình có thể đi lại, một kỹ sư tại Pháp đã thiết kế loại robot đóng vai trò như một khung xương để nâng đỡ cơ thể, giúp người sử dụng vận động thông qua thiết bị điều khiển bằng giọng nói. Sau khi nhận được lệnh, robot đứng lên của cậu bé 16 tuổi Oscar Contaza, con robot trông gần giống với bộ giáp ngoài đã từ từ nâng cơ thể của Oscar lên và giúp em di chuyển về phía trước từng bước một cách vững chắc được gắn chặt vào vai ngực thắt lưng đầu gối và bàn chân của người dùng robot đóng vai trò như một khung xương ngoài cho phép một người mắc chứng liệt thần kinh di truyền như là oscar có thể đi lại trong phòng hiện robot đang tiếp tục được cải tiến để nhẹ hơn và có nhiều chức năng hơn giúp cho những người bị liệt sử dụng hàng ngày một cách thoải mái sản phẩm ra đời từ tình thương của người cha dành cho con trai của mình cũng đang được kỳ vọng có thể thay thế xe lăn trong tương lai Thưa quý vị, vừa qua một công ty ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã giới thiệu một con robot có hình dáng như một con cá rồng đang được nuôi trong hồ thủy sinh. Robot mang tên Robofit, tạm gọi là robot cá, có dáng vẻ không khác gì con cá rồng thật, là sản phẩm của công ty Robesi, chuyên chế tạo các thiết bị khám phá thế giới dưới nước. Khi được sạc đầy pin, robot có thể vận hành liên tục 8 giờ đồng hồ. Theo bà Phó Vũ Hàng, đại diện công ty, loại robot này có thể hữu dụng đối với hồ thủy sinh cũng như hỗ trợ các nghiên cứu khoa học. Trước đây, công ty Robushi từng giới thiệu loại robot có hình dáng tương tự loài cá mập được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Chuyên mục Đông Tây chuyển động. Liên tục chương trình. Cà phê không đường gói hỗ trợ 26.000 tỷ vẫn còn nhiều người chưa được tiếp cận. Cẩu tặc xa lưới nhóm phòng chống tội phạm. Chuyện ngày mới thư viện cộng đồng miễn phí lan tỏa văn hóa đọc. Thưa quý vị, những công nhân tại một công ty nằm trong khu công nghiệp Đồng An, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã ngừng việc tập thể để đòi chi trả tiền hỗ trợ theo nghị quyết 68. Và bối cảnh của việc đòi quyền lợi chính đáng này thì có không ít ngậm ngùi. Công việc thì gián đoạn, thu nhập thì giảm sút, đời sống thì quá khó khăn có người không dám nghĩ đến việc về quê dịp Tết. Trong khi chính sách hỗ trợ của nhà nước theo nghị quyết 68 thì không hiểu bằng cách nào đó giờ vẫn đang ở đâu đó. Câu chuyện này được phản ánh rõ qua thông tin cụ thể trong chuyên mục Cà phê không đường hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Vụ việc xảy ra tại công ty trách nhũ hạn Mesaki FMVN khoảng 1.100 lao động tại khu công nghiệp Đồng An, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Phản ánh với báo chí, công nhân cho biết, năm nay họ bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh, công việc bị gián đoạn, thu nhập giảm sút, đời sống gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước tổ chức thưởng cuối năm vẫn chưa được công ty hỗ trợ thực hiện hồ sơ để đảm bảo quyền lợi. Sự việc kéo dài sự khó khăn của công nhân, nhiều người không còn tiền trang trải, không dám nghĩ đến việc về quê dịp Tết. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết đã cử đơn vị phụ trách xuống nắm tình hình cụ thể để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Theo công đoàn khu công nghiệp Bình Dương, vụ việc bắt nguồn từ việc người lao động chưa nhận được các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đầu giờ chiều ngày 30 tháng 12 và sáng ngày 31 tháng 12 vừa qua, hàng trăm người lao động ngưng việc với các lý do yêu cầu các cơ quan chức năng chi trả cho người lao động tiền hỗ trợ theo nghị quyết 68 đối với các trường hợp tạm hoãn, nghỉ không lương vì người lao động đã chờ quá lâu. Đề nghị hỗ trợ cho các trường hợp bị ép 0 Đề nghị công ty trả 100% tiền thưởng tết nguyên đáng 2022. Công ty ra thông báo năm 2021 do tình hình tài chính khó khăn nên không thưởng lương tháng 13 mà chuyển thành tiền thưởng khuyến khích, mức chi trả trước Tết 50% và sau Tết 50%. Sau khi nhận thông tin, ban giám đốc công ty, công đoàn khu công nghiệp và ban quản lý các khu công nghiệp đã tổ chức đối thoại với người lao động để giải đáp những kiến nghị trên. Kết quả, đối với việc chi trả hỗ trợ theo nghị quyết 68, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Thuận An cho biết sẽ chuyển cho người lao động khi nào tiền về. Đối với tiền hỗ trợ F0, công đoàn các khu công nghiệp Bình Dương sẽ tăng cường xét duyệt và khi nào hoàn tất hồ sơ sẽ sớm chi cho người lao động trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương cho biết, đã nắm thông tin vụ việc và chỉ đạo đơn vị liên quan xuống làm việc. Ông Tâm cho biết, thành phố đang khẩn trương làm việc với các ngành liên quan của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương để sớm có kinh phí chi trả chính sách cho người lao động theo đúng quy định. Thưa quý vị có một chi tiết về gói 26.000 tỷ đồng đó là nó có giá trị ngay trong ngày ban hành 1 tháng 7 năm 2021, tức là chính phủ rất mong muốn tiền hỗ trợ đến sớm đến ngày được với những người khó khăn. Chính phủ muốn hạn chế tối đa việc họ phải chờ đợi. Nhưng giờ đã là 2022, đã hơn nửa năm và không chỉ ở Bình Dương, không ít người lao động vẫn đang chờ khi nào tiền về. Câu hỏi tại sao về sự chậm trễ không khó để trả lời. Nó nằm ngay trong thiết kế chính sách khi gói 26.000 tỷ có thủ tục cực kỳ phức tạp với đủ các loại giấy tờ hồ sơ, xác nhận, trình, phê duyệt ở đủ các loại cơ quan và ít nhất hai cấp chính quyền. Có một con số có thể mang ra so sánh gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng theo nghị quyết 116 ban hành ngày 24 tháng 9 năm 2021 đến giờ gần như đã xong với hầu hết người lao động đều vui mừng với những tiếng tin tin khi mà chưa bao giờ tiền hỗ trợ lại đến tay nhanh và chuẩn đến thế. Trong khi đó, gói 26.000 tỷ đến giờ mới đạt 52,32% kế hoạch dự toán. Cuộc chờ đợi khi nào tiền về không biết sẽ còn kéo dài đến bao giờ khi mà vấn đề không phải là vì thiếu tiền mà ở những cái thiếu khác từ những người cầm cương và thực thi chính sách. Chuyên mục Đông Tây chuyển động. Tiếp tục 24 giờ chuyển động hôm nay là những thông tin nóng mà chương trình đã cập nhật. Thưa quý vị, tàu cá CT90299 TS đang từ cảng cá Trần Đề ra côn đảo đến vị trí cách cảng cá Trần Đề khoảng 29 hải lý thì gặp sóng to gió lớn dẫn đến bị chìm. Hai người dân lên đên trên biển nhiều giờ liền. Hai người dân là ông Đặng Ngọc Thành và ông Đặng Ngọc Tiền Em cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng. Trước đó khi đang đi từ cảng cá Trần Đề ra côn đảo lúc 2 giờ sáng ngày 30 tháng 12, tàu cá của các ngư dân này đã gặp sóng to gió lớn bị chìm. Hai ngư dân bị rơi xuống biển Lúc này cả hai người đều có mặc áo phao nên lên đền trên biển chờ cứu nạn. Sau khi nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Đến 13 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12, một tàu cá của ngư dân tỉnh Bạc Liêu đã tiếp cận hỗ trợ đưa hai ngư dân lên tàu. 17 giờ cùng ngày, hai ngư dân được đưa về đồn biên phòng Trung Bình an toàn thưa quý vị hiện nay chế tài xử lý trộm chó đã có nhưng vẫn không đủ răng đe khiến vấn nạn này tiếp diễn không chỉ ở những vùng thành thị mà ngay cả vùng quê vắng người một vụ việc được camera an ninh nhà dân ở huyện lâm hà tỉnh lâm đồng ghi lại cho thấy nạn trộm chó lộng hành ở vùng quê theo đó một chú chó đang nằm trong nhà dân thì một đối tượng nam sách theo cây súng tự chế đi vào chĩa chích điện làm chú chó cột xuống sau đó sách đi hành vi này gây cho chủ nhà sự bức xúc đa số người dân mong muốn cần nâng cao chế tài xử lý những đối tượng trên để răng đe hạn chế được tình trạng tương tự. Đó là sự việc diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng, còn tại thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù cố gắng chạy vô hiểm dịch hơi cây hồng thoát thân nhưng cẩu tặc vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi của nhóm phòng chống tội phạm. Khi đang trên đường thuộc xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, hai thành viên phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 48C122533 đang bắn chó của một hộ dân gần đó và đang bắt con chó vừa bắn được bỏ vào giỏ. Phát hiện vụ việc nhóm phòng chống tội phạm đã truy hô và truy đuổi theo. Truy đuổi được khoảng 1 km, nam thanh niên điều khiển xe do không làm chủ được tốc độ nên té ngã. Cũng lúc này, một thành viên nhóm tới trước thì bị đối tượng chĩa súng, súng tự chế đâm lại, may mắn né kịp sau đó lao người tới khống chế và bắt được đối tượng giao cho công an xử lý. Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai tên Lê Huy Hòa, quê quán An Giang, đang tạm trú tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, do không có tiền tiêu xài nên đi trộm chó. Theo trưởng nhóm phòng chống tội phạm quận Bình Tân cho biết, việc truy đuổi trộm chó rất nguy hiểm do anh em phần lớn là các đối tượng sử dụng súng tự chế, xịt hơi cay, bột ớt, chống trả lại lực lượng truy đuổi. Qua đây, nhóm cũng khuyến cáo bà con không nên chống trả lại trộm chó bằng mọi giá chuyên mục chuyện ngày mới. Quý vị thân mến, sách là kho tàng tri thức, đọc sách là thói quen tốt giúp mở rộng kiến thức cho mỗi chúng ta. Chính vì thế mà việc lan tỏa tinh thần thói quen đọc sách là việc ngày càng được chú trọng, nhất là trong thời đại công nghệ 4.0. Nhằm lan tỏa văn hóa đọc mang tri thức chia sẻ với mọi người, một kỹ sư xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập một thư viện cộng đồng miễn phí thu hút nhiều người yêu sách tìm đến. Chuyên mục chuyện ngày mới hôm nay, một quý vị cùng khám phá thư viện cộng đồng miễn phí giữa trung tâm thành phố. Thư viện cộng đồng miễn phí của người sáng lập, một kỹ sư xây dựng chính X, đang là điểm đến lý tưởng cho những người yêu đọc sách tại thành phố Hồ Chí Minh. Có vị trí thuận lợi dễ tìm bởi nằm ngay trung tâm quận nhất, để được sắp xếp đẹp mắt cùng với gần 1000 đầu sách đủ các loại từ văn học, lịch sử, giáo dục tới kinh doanh, ẩm thực, phong cách sống. Thư viện hút khách còn vì mở cửa miễn phí bởi mong muốn được chia sẻ lan tỏa tri thức đến với mọi người của người sáng lập, một kỹ sư xây dựng chính x. Kỹ sư Huỳnh Kim Thịnh, tổng giám đốc học viện VSE, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Tổ sách đó là trước đây là là tôi đã mong muốn là xây dựng trước để cho nội bộ sử dụng và sau đó thì bây giờ phát triển thành cho cộng đồng. Có hai cái danh mục chính mà chúng tôi sử dụng. Đó là cái danh mục hỗ trợ dạy và học cấp tiểu học là dành cho trẻ em. À, rồi cái danh mục thứ hai đó là cái danh mục top 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp. Thư viện được tận dụng từ một phần của văn phòng làm việc và khu vực hành lang công ty, bởi ở khu trung tâm thành phố, tất đất, tất vàng, dù không quá rộng, nhưng nhờ cách bày trí đơn giản tinh tế, cùng với không gian yên tĩnh thoáng mát trở nên phù hợp cho nhu cầu đọc sách. Đến đây, khách còn được phục vụ trà bánh miễn phí. Anh Huỳnh Kim Toàn ở quận nhất thành phố Hồ Chí Minh nói. Một nơi đọc sách mà vừa có không gian mà vừa cái chi phí lại là à, miễn phí nữa thì dường như là không có nhiều, đó thì thành ra um, mình rất là quý và rất rất là háo hức khi mà mình tìm được cái không gian như vậy. Chị Lê Mai Thu Quyên, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: sách bây giờ thì nó cũng không phải là rẻ, với lại mình cũng mua về mình chỉ đọc một hai lần thôi nên là mình cảm thấy cái thư viện này rất là tuyệt rất là tiện cho mình. mình thấy sách ở đây rất là đa dạng. Không chỉ dừng lại với số lượng sách đang có, trong tương lai, kỹ sư Huỳnh Kim Thịnh mong muốn có thể phát triển hơn nữa quy mô của thư viện với hơn 1.000 đầu sách đa dạng thể loại, cũng như hướng đến việc vận hành thư viện một cách chuyên nghiệp hơn để phục vụ người yêu sách. Kỹ sư Huỳnh Kim Thịnh, tổng giám đốc học viện VSE quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm tôi mong muốn là qua cái dự án này cái chương trình này có thể lan tỏa được đến nhiều doanh nghiệp hơn đến nhiều tổ chức hơn nhiều cơ quan hơn họ có khả năng về ngân sách về tài chính à, tốt hơn à, đủ khả năng về cơ sở vật chất tốt hơn chúng tôi họ có thể trang bị một cái tủ sách giống như vậy ở trong doanh nghiệp của họ thư viện cộng đồng miễn phí tuy không phải là mô hình mới tại thành phố Hồ Chí Minh thế nhưng số lượng những thư viện này còn khá ít và chưa phổ biến vì thế, những thư viện này là kho tàng tri thức đáng quý, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, nhất là trong đời sống công nghệ hiện tại. Những thư viện này lại càng đáng quý hơn. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển đồng hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Chúc cho tất cả chúng ta hãy bình tĩnh, tự tin cùng chính phủ vượt qua đại dịch COVID-19. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.